Hôm nay thời tiết ở chỗ khu vực mình đã trải qua mùa xuân rồi nghe các bạn. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu tuốt lá với lại tỉa cành cho cái cây mãng cầu na này của mình. Thì cái cách mình tỉa những cái cành cây với lại những cái lá này thì cũng đơn giản thôi các bạn. Giống như những cái cành lá này thì bắt đầu nó ra chồi rồi thì mình sẽ tỉa. Thì những cái cành cành nhỏ như vậy thì mình sẽ cắt bớt nó xuống giống như vậy thôi, để cho nó tức nó ra cái nó tức nó sẽ ra cái những cái nụ. Thì đó những cái cành giống như vậy thì mình sẽ cắt bớt tuốt lá, tuốt hết mấy cái lá này để cho nó bắt đầu nó ra những cái nhánh mới, để khi mà cái nhánh mới nó ra thì cái hoa nó theo nó ra. Những cái cành nhỏ như vậy thì mình nên cắt hết đi để cho nó ra những cái cành mới. Đấy. Những cái cành nhỏ như vậy là mình cắt bớt. Đây, những cành nhỏ như vậy mình cắt cành tăm mình cắt bớt đi. Cắt đi. Đấy, giống như những cái cành mà đa số những cái cành như các bạn thấy, những cái cành mà nó đưa lên phía trên như vậy là nó sẽ không có hoa, không có gì hết. Đây là những cái cành vượt. Nó sẽ không có mang hoa mà nó chỉ có vượt lên để lá nó đi lên để nó hấp thụ ánh sáng thôi. Đâm ra là mình sẽ cắt ngắn nó lại. Để cho nó đâm đâm chồi ra các bạn. Ngắn nó lại, tuốt lá, cắt ngắn nó lại, cho cây nó ngắn lại và tuốt lá. Như, cái cành này mình cũng cho nó ngắn lại, tuốt lá. Cành nhỏ, cành tăm này mình ta cắt, không có để. Đây là cái cành khô này các bạn, cành khô, bỏ. Đấy, cái cách mình cắt thì nó cứ 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 như thế thôi, chứ không có gì đặc biệt cả. Những cái cành tăm này cắt nè, cái này cái cuống trái năm ngoái cắt nè, những cái cành mà đưa lên chỉ thiên lên trời là không bao giờ mà có hoa có trái hết, đâm ra mình phải cắt bỏ. Đấy, đây là những cái cành nó sẽ ra trái ra hoa. Đây, những cái cành này mình sẽ cắt và cắt ngắn nó lại. Những cái đọt nhỏ này thì mình cắt bớt nó đi. Đấy, cắt bớt nó đi. Đây là những cái cành tăm cắt cắt bớt. Đây, cành này cắt bớt. Thì bây giờ nhiệt độ ở khu vực của mình nó bắt đầu nó buổi ban ngày nó đã lên tới 80 độ và ban đêm thì nó còn xuống sáu mấy, nhưng mà đây là cái thời điểm mà mình bắt đầu tuốt lá tỉa cành để mà cho nó ra hoa của vụ tới này nghe các bạn. Đấy thì mình cắt cắt và tỉa. Những cái cành tăm này nó không có tốt để mà ra hoa. Thì bây giờ mình cắt đi mà để cho nó bắt đầu nó ra cái hoa mới. Cắt nó tức để nó sẽ ra. Đây nghe các bạn. Những cái cành nhỏ. Cành nhỏ. Thì cái quy tắc mình cắt là thì vậy thôi, mình sẽ chừa ra những cành này thì mình sẽ chừa ra khoảng ba mấy inch để cho nó khi mai mốt nó ra những cái tược nhỏ đây thì hoa nó sẽ ra, theo nó ra. Và mình cắt đi những cái cành chết mà năm ngoái nó vẫn còn đây các bạn. Nó còn đang dính ở trên cây này mình sẽ cắt. Đấy. Trong khi đó mình cũng sẽ tỉa luôn một số cái cành mà mình không không muốn. Cành chết này, cành nhỏ này, tỉa này. Đấy. Cành chết này. Nhỏ. Tỉa bớt. Tỉa. Cành nhỏ. Nói chung là mình sẽ làm cho cái cây nó gọn xuống, giống như cái cành này thì chỉ thiên lên là sẽ không có hoa, không có trái, mình cắt để cho nó ra cái chồi chồi ngang, chồi sọc ngang như vậy thì nó mới 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 có hoa. Còn
còn chỉ thiên lên đó thì không bao giờ có hoa có trái. Đấy, tốt xuống. Rồi. Đây. Cái cành dưới này thì mình không có muốn giữ cái trái nó nằm mãi xè xè dưới đây thì mình sẽ cắt tới đây luôn, cắt bỏ. Đấy, xong. Rồi, thì bây giờ qua đến cái cành này. Mấy cành này thì cũng theo cái quy luật vậy thôi, cắt tút lá, cành tăm cắt, cành chết cắt. Cành này là cành chỉ thiên lên trên trời, không có hoa, không có lá cắt, để ra cành mới. Rồi, cắt bớt ngắn lại. Đấy, cành này nó xè ra cái phía, nó xè ra cái phía ngoài này, mình không có muốn nó để nó hơi ra cái đường đi, mình sẽ cắt ngắn nó lại. Đây. Cắt bớt. Rồi xong, đây là cành chỉ thiên. Cắt bớt ngắn xuống. Đấy, chỉ thiên cắt, cành này cắt ngắn lại, đấy. Thì cái cây mãng cầu này là một cây mãng cầu ta. Năm vừa rồi nó không cho trái nhiều, nó nghỉ. Năm nay hy vọng là sẽ có nhiều trái hơn, bởi vì nếu mà cái cây nó nghỉ một năm thì nó khỏe hơn và nó thường thường nó cho ra trái tốt hơn năm kế tiếp. Đấy, ngắn xuống, cao quá không chấm hoa được. Ngắn xuống. Đấy, nhỏ cắt ngắn xuống. Rồi. Đấy, thế là xong một cái cây mình muốn tỉa xong và mình cũng cũng nhặt lá xong cái cây đấy, như vậy thôi. Bây giờ thì sau khi mà thường thường cái cây mãng cầu sau khi mình cắt thì nó sẽ chọc ra như vậy, và khoảng ít bữa nữa mình sẽ bắt đầu xuống phân để chuẩn bị cho cái đợt hoa mà nó ra nó có sức để nó thụ phấn. Đó, đó là xong một cái cây mãng cầu ta. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái cây mãng cầu Úc này. Thì cái quy tắc nó cũng đơn giản giống như vậy thôi. Các bạn khi mà các bạn trồng lâu rồi thì các bạn cũng sẽ biết cái cách tỉa giống như vậy. Nhưng mà cái điều tiên quyết là các bạn phải tỉa nha. Trong mùa xuân thì các bạn phải tỉa vào tút lá thì cái mãng cầu nó mới ra ra hoa, và mình cắt như vậy là giống như là mình thúc cái cây để cho cái cây nó ra hoa các bạn. Nếu mà mình không cắt thì những cái cành nhỏ nó không những cái chồi nhỏ nó không ra thì chắc chắn là hoa nó sẽ không ra theo. Khi mà nó phải có cái chồi nhỏ đi ra thì bắt đầu cái hoa nó mới đi theo nó ra. Đây đây là như cái cành chết đây các bạn. Đấy, cắt cái cành chết. Đấy, thì cái quy tắc nó giống như vậy thôi. Mọi người nên nếu mà thời tiết đã bắt đầu ấm thì các bạn nên nên nên, nên lên tỉa để mà cho nó ra hoa. Đấy, đây là cây mãng cầu Úc sau khi mà mình tỉa thì nó giống như vậy. Cây mãng cầu Úc này cái thế của nó khá tốt, nó rất là nhiều những cái cành mà nó đâm ngang ra như vậy, thì những cái cành này là những cái cành mà nó sẽ ra hoa ra trái đây các bạn. Thì sau khi mình cắt mình nhìn thấy nó trơ ra thấy có vẻ tội, nhưng mà đó là cái mà mình phải làm hàng năm để mà kích thích nó ra ra bông ra trái cùng cùng cái đợt nha các bạn. Các bạn phải làm như vậy cho toàn bộ cái mãng cầu của các bạn trong vòng 1 ngày 2 ngày, để cho nó khi mà các cái chồi hoa chồi lá nó ra đều, thì khi mà nó đều thì
thì các bạn mới có bông để mà các bạn chấm. Chứ còn các bạn nếu mà làm lại rải ra, nhiều khi có một cây nó có một số cái lá, cái hoa có một cây, có một số cây nó không ra hoa thì mình không có hoa để mà chấm các bạn. Đó nên là khi mà mình cắt là mình cắt đều xuống trong vòng 1 2 ngày như vậy đó, thì mai mốt nó sẽ ra hoa rất là đều, thì mình có hoa để khoa cái để mình chấm liên tục. Đấy, đây sau khi cái cây này sau khi cắt nha. Rồi, vậy là mình đã hoàn tất việc tút lá, thì tỉa cành chết cho toàn bộ những cây mãng cầu của mình ha. Thì bây giờ các em nhìn giống như là chơi xương ra như vậy đây. Nhưng mà cái điều này là cái điều tốt phải làm mỗi năm để cho kích thích ra bông. Đấy, như cây này là coi như là còn dơ cọng dơ xương ra thôi. Cây này thì còn một số trái của năm rồi chưa chín nhưng mà cũng dơ xương ra. Đấy. Cây này năm vừa rồi có rất là nhiều trái. Trái thu hoạch rất tốt. Đấy, bây giờ mình cũng cắt bớt nó xuống, và cây này thì khá cao. Cắt bớt nó xuống. Cây này cũng vậy đấy. Thì bây giờ mình cắt hết rồi, còn một số trái còn đang lủng lẳng. Đấy, trong vườn mình thì mình có khoảng trên 40 cây mãng cầu lớn nhỏ. Thì mình đã tuốt hết toàn bộ. Một số cây thì nằm trong chậu, một số cây thì trồng xuống đất. Đây là toàn bộ mình tuốt hết lá rồi đây. Còn một số cây trong chậu nhỏ nhỏ kia từ xa xa các bạn không thấy. Đấy, thì hy vọng là mùa tới này sẽ bội thu các bạn. Bây giờ mình cắt lá xong rồi, tuốt lá xong rồi, thì bây giờ sắp tới là giai đoạn xuống phân. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi nha.